It doesn't matter if we die, because we will die one day. It's important that's not about dying, it's about living. When we're living, we should know how. Yeah, we should take care of our soul, take care of our inside quality. 他有几这个人很好，功正啊，我们苗栗真的很好，得到一个乡长这样。<笑>战争就是伤害性嘛，是不是？哎，是不是我们自己用自己那边的力量感化世界了，不用用什么伤害的地方，这样最好的。OK，嗯，最好。嗯。成了 những cái cung điện của những vị vua tàu á, họ có để rồng á, thấy chưa? Đấy. Cái rồng là cái sự bảo vệ rất là cực mạnh á. Trên thế gian này không có cái gì bảo vệ bằng cửa rồng, hiểu không? Thành ra họ thích như vậy. Thì nếu cần thấy rồng có nghĩa là cái tượng trưng cái sự bảo vệ của cái đấng thiêng liêng á, hiểu chưa? Sự giao chuyên xin trái năng câu xin sáng đào nó cái thiên sang là khẩu vị. Chứ bố sư kể mình phản rẩn nó mà chuyển tan là giao châu dỗ cho dạng dự sư giao chuyên xin. Ok, trái năng câu. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. How are you? Okay, I'm good. That's my question. How are you, Master? Breathing, I'm breathing. How are you? Well, thank you. Happy to be here. Everybody okay? Oh, there is a nun, right? 大陆和尚是吗? 带他过来, 拦某个人, 叫把 Nicole 过来, 拦某个人, 叫把 Nicole 的话, 拜托从每个人出家呢, OK, 还有吗? 好像有两个吧, 坐下, 坐下, 嘿, 给你坐, 来, 来, 坐这里, 坐了, 一人一边, 没关系啦，坐了坐了，这椅子而已啦。It's only a chair, I said. Come this way. 大陆来是吗？冷吗？会不会冷啊？会不冷。不冷，师傅。好，不冷就不给你了。哦，师傅。如果冷就转一转。OK，好了。是的。还有什么和尚吗？啊，来来。 不管是和尚越南或是大陆，你们要保护他们，不要骑来骑去，人家和尚本来不能骑在旁边的了，知道吗？啊，没关系了，一起坐，一起坐，一起坐了。我站了，我站了。不，没关系了。师父是佛菩萨。我坐整天了，不然你坐这里，你坐这里。师父是佛，你坐这里，他坐这里，OK？他静静坐这里，你坐这里。好了，啊。 没有翻译，我讲三种语言，OK？ There's no translation system because you're sitting everywhere. Nobody can make any translation for you. So I'm gonna speak three kind of languages. Capish? Okay. We have one of our sister went back to heaven. Okay? So we are going to make a little altar on the higher platform over there for her with her picture, and she's a Buddhist, so we put a Buddha picture on the wall and her picture there, and we'll put some flowers, some fruits and some light. I have already ordered them to do that. And then I'm going to ask these reverend nuns and monks to do the Buddhist chanting. Understand? If you want to join, you can. Okay. 我说，我们有一位同学往生，你可以坐这里了，不要跪的痛了啊，不然坐下来坐舒服。OK，那个给他，对了，坐了。对不起，椅子太小了。谢谢师傅，他们是太大了，大陆嘛，大陆还是大的。OK， 那我要请你们两位啊，跟我们那个台湾的这边的和尚。 我们这边也有和尚，你们都听懂吗？听得懂，师傅。台湾的和尚，就是他也是在这边常住了。哦。
不过是他们本来是和尚才来的。 和尚然后印心完以后就想来这边跟我们一起住了，还是和尚嘛，那我们一起念经，拜佛给他超度了，上证的仪式嘛，上证的仪式，然后放师傅那个佛站啊，唱歌的佛教的唱歌，如果经过照片的话，磕一个头，这样的，懂不懂？看到佛的照片，磕一个头，然后走过去，如果想做在世界伟大做。 I said, whoever, I'm going to make the altar over there. We do it for 7 days. And then they will bring her coffin back to the mainland China. She's from mainland China. She was ill before she came here and continued the sickness. And then we took her to hospital, but she left. She left this physical body. Okay, so we're going to make some symbolic prayer, little prayer altar for her. Yeah. Có một người ở bên Đại Lục qua đó, bà mới vừa vãng sanh á, thì sư phụ sẽ làm một cái đài nhỏ nhỏ, cái bàn nhỏ nhỏ để bài vị ở đó, rồi mình cầu nguyện cho bà, tượng trưng mà tại vì bà người đạo Phật á. Thì mình làm một cái bài vị, cái bàn để bài vị đó, có hoa quả này kia đó ha. Rồi những cái vị hòa thượng á, sẽ tụng kinh, cầu siêu, giống như là truyền thống Phật giáo vậy đó. Có thể là người chết sau cái siêu thăng là không cần, nhưng mà những người sống họ cần, hiểu chưa? Ok. Ủa xua... 那也许灵魂已经超生了，没错。不过那个活的人呢，需要安慰，他们是亲人，他们亲人往生了的，他们会来的。好的，我们就弄仪式，OK？好的，好。那 Vietnam 呢？没来到，没来哈，没来，lần đầu tiên哈，啊，三天，lần đầu tiên哈，哦，hèn chi嘛。 rất là hồ hởi ha. OK, tham ấn sư đi sư khan đạo sư phụ đà chống Việt Nam hẳn yên đà sư yên chả hẳn chí sư đi sư à ai yêu ôi đi sư khan đi đà sư chế à sư chế lại khan sư chế lại 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 合起来跟我们跟那个台湾这边的合起来一起操作 ，OK 哈。好的好的。要放师傅佛站，然后一起参呐。好。然后那个佛站是整天放的，整天整晚放。So mấy đồng chí mạnh giỏi. Qua đây đừng mà khóc chơi đó hả? Khóc cho vui hả? À. Gặp thì phải mừng, sao khóc vậy? Hả? Tại sao khóc vậy? Hả? Mừng quá khóc hả? Hả? Tưởng đâu khổ mới khóc chứ mừng cũng khóc nữa hả? Ây da. Con người thiệt là rắc rối hả? Mừng cũng khóc, khổ cũng khóc. OK, thôi muốn khóc thì khóc tự do, xứ này tự do, ai muốn làm gì làm. Khóc bao nhiêu cũng được, khóc rồi đi uống nước cho nhiều nha không? Thôi, nó khô. 师父好快乐，快乐哈。嗯，师父是无我的。嗯，就难道我要懊恼吗？你开心，我看到师父开心。啊，真的。OK啦，啊，quý đồng chí qua đây có gì cầu khẩn gì không? Ừ. À, có muốn thăng quan tiến chức gì không? Có muốn cháu nội cháu ngoại sinh ra đầy đàn đầy nhà không? Ừ. Con cái kêu bằng kết hôn chỗ tốt không? Không hả? Yes hả? À, thường thường qua từ cầu mấy chuyện đó không ạ? À? À, cái đó để tự nhiên cho rồi cầu chi ha? À. Mình chỉ cầu nguyện tu hành tiến bộ ha? À. Rắn hầu và những cái tổ tiên mình siêu thăng hả? À, sân lên cảnh giới cao,
Vậy là tốt rồi. À, bình an, ok. Tại xuống cho quý vị sáng dịp đi lo cái việc tang chế cho vị đồng tu ở Đại Lục á. Sáng dịp qua đây thăm quý vị á. À. Nhưng mà nghe nói vị đó vãng sanh, lúc vãng sanh rất là vui vẻ. À. Tại vì qua gặp được sư phụ một lần á. À. Ở tiếng xưa nó là quảng sân là nay quý ạ, quảng sân là hằng khoai lơ ạ. Thì tha nên câu tại chỗ bên quảng sân mà, rồi hồ, rồi ý hiệu. Giờ khán đạo sư phụ là ta mình chuyện cao xin à, cao xin được chỗ là. Ờ, đúng rồi. Mình nhân sinh mà sinh lão bệnh tử là, à. Cái chỗ cho chỗ. Đúng à. Mấy bạn ạ. À. Chứ sự hóa thời sự hồ, yêu chỗ mà hóa thời tài trọng yếu. À. Chúng ta phải tu hành mà, phải 要弥补自己的那个过错啊，好的，要多赚功德啊，哦，修行要多灵修的，哦，那个灵魂才得救了啊。Okay, I say that it doesn't matter if we die because we will die one day. It's important that not about dying, it's about living. When we're living, we should know how. Yeah, we should take care of our soul.Take care of our inside quality so that when we die, we have no regret. I heard that the sister who, because she was in ambulance going away to the hospital, when she died, she was very happy. She did not actually die here. She died on the road to hospital. But she was very happy because she has been here. She was sick before she came here. It's her time to go. And then her relatives will come here.And they come here Sunday night. Yeah. If you're still here, then you're here. If you're not, you're not. Okay? Yes. All of you can take turns, sit next to the altar that I made for her. Any of you can. Okay. And sit there, meditate. Mm-hmm. Good for her soul. And then the monks, the Buddhist monks, nuns will do some of these... A ritual, yeah, to send the soul into the Buddha land, okay? 我就说你们了，谁要的话可以轮班，坐在那个牌位两边，哎，要坐就坐了，然后打坐，啊，对他们好，对那灵魂好。好的。然后这七位和尚了，台湾跟大陆合起来，好的，超度他，哎。có nghe hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Okay. Sư phụ nói là ai muốn ngồi gần bên cái bàn thờ đó thì cũng ngồi hai bên ha, đừng có cái chen lấn với nhau rồi cái linh hồn của bà trở lại, bà nói đừng có làm như vậy. Rồi ngồi đó ngồi thiền để chế độ linh hồn thêm ha. À, rồi những vị tu hành Phật giáo á, sẽ niệm kinh cho họ Đài Loan và Đại Lục hợp với nhau á, à, để niệm kinh cho linh hồn. Hiểu rồi ha, ok. Ai muốn ngồi hai bên thì ngồi, đừng có ngồi lấn quá tới cái bàn, hiểu không? Đừng có đụng tới cái bàn, nhiều khi cái bài vị nó lung lay á. Phải tôn trọng, hiểu không? Hiểu chưa? À, rồi. Nhưng mà quý vị đừng có thấy sướng như vậy rồi bắt chước bả. Ở đây cái bà làng trưởng á, cũng lại vì cái việc này lại đây để mà thăm viếng sư phụ và bàn bạc về vấn đề làm sao để mà tổ chức cho người chết và người sống á. Okay. 我说这边的上长啊，我们的家长啊非常好的，他自己本人来啊，就请师傅下来，我们两个要。跟一些同修谈一些怎么弄这些仪式了，嗯，OK，他蛮好的，像咱刚走的，我下来看你们，I say the chief of the village, maybe you have seen her the other day. Oh, she looks really authoritative. The first time I saw her, very impressive, you know. She didn't put on air or anything. She just has some air of authority. She's worked very hard for morning, evening, Sunday even work.You know, you don't see her work, but she does have to work. Wedding, you know, for the villagers, she came. And the
the villager who live long, you know. Oh, by the way, they live very long life here. Many live 100 years old, still here. And many live up to now 80 years old, something, still here. This is a very good area, good village, good water. Maybe that's why. And I heard that we are voted as the most environmental friendly village. Yeah. So some country representative even come here, want to make like a sister village with them, with the village here. Yeah. So the village chief very proud. 我们的乡长啊，家长啊，就是非常好的。他本人啊，来这边跟师傅、跟一些同修谈一些，我们怎么弄这个往生人的遗书啊，他就很操劳的。他讲话就大概整天去照顾事情啊，这声音都比较沙哑，我觉得很心疼啊。 就没办法了，不过他很有威仪啊。第一次他来，我走进去见他，我走在那边，哇，我觉得这什么人这么威仪啊？他们还没接受，我知道就是他了。啊，很有威仪，懂不懂？很有那个权力的那种人，他没有撞出来啊，自然有的。我说你为什么不早点当上长？因为他很照顾我们啊。他听说师傅迷路好几次啊。 他不好意思，他现在叫我们就弄那个牌照出来，拿一边放放的这样子，同修来找方便师傅，你回来看就不会迷路了。我说我真的不好意思，这个人，因为平常都有人开车嘛，我就不会注意哪一个哪一个，然后在里面如果很累了，就打坐啊，说在车上睡觉，或是打电话做一些事情，那就没有认路了。 我来这边就认路了，就是远一点，我认不到路。不过我跟乡长说没关系，我都靠村人乡人了，谁都知道我们这边，除了我一个人不知道，所以不用麻烦。师傅 nói là cái bà làng trưởng rất là tốt á, à, bà lại đây bà thăm sư phụ mấy lần rồi, à, nhiều khi sư phụ không có ở nhà bà cũng lại thăm. Rồi cái bà nghe nói sư phụ mỗi lần đi về đó không nhớ đường, nó lộn đường chạy tới chạy lui hoài. Chứ bà bữa nay bà đến sẵn dịp nói về cái việc làm ăn bài ăn táng đó. Sẵn dịp bà nói luôn, bà chỉ dạy cho mình biết tại ở chỗ nào làm thêm những cái tấm bảng để đường đó, viết tiếng Tàu và tiếng Anh á. Quý vị phải nhớ cái chữ ha, để cái chữ Chiên Hải là biết rồi, hiểu chưa ha? Rồi, bà nói để chỗ nào đó, đi xuống là cái những cái xe không có có lộn đường. À, sư phụ nói thôi làm chi mất công. Vậy tại vì mình muốn làm mình phải viết đơn xin phép, rồi tức là tưởng trưng thôi nhưng mà phải xin phép rồi họ ok rồi, họ phải đi viết đơn xin phép rồi người ta đóng dấu rồi người ta phải đi coi cái chỗ mấy cái chỗ đó có được hay là không. Tại vì nhiều khi nếu mà kêu gì chướng ngại với giao thông á, hoặc là những người trong làng họ không thích chỗ đó thì không được. À, thành ra cũng phải phiền phức vậy đó, chính phủ phiền phức vậy đó. À, cái sư phụ mới nói vậy chính phủ có cho phép không? Bảo nó tôi đây, tôi là chính phủ đấy. Ý nó là bà đại diện chính phủ ở đây, nhưng mà mình cũng phải làm xin phép như vậy đó. Thôi được rồi, để tôi đứng lên. Mấy sư bảo, nó, 你坐了，我站着， 一起坐吧，一个椅子而已嘛， 又不是说佛坐或是什么。 没有，坐，我整天坐打坐很多， 来来来，过来，你过来， 让他坐那边。 我站在那里，我累了就坐在你这里，在你怀抱里的，啊，很方便又温暖了。I say it's very warm and soft, comfy, the best chair ever. I told them to sit, and they hesitate. I said, it's only a chair, you know. It's not like a Buddha days or anything. Don't worry about it.
And I have to stand because of people behind this complaint. They cannot see me. Ni bao un. Quan yi wo zuo sa lai zhe un nuan. Okay. À. Đại sư phụ thấp quá ha. Ai. Phải chi mà cao lên vậy á. Mà thấp có chuyện tốt, thấp thì quần áo không có mát lắm phải không? Okay. À rồi bà là chính phủ, tức là bà đại diện chính phủ ở đây, rồi bà sẽ ok đó, hiểu không? Rồi bà nói tại vì bà nghe sư phụ đi về lộn đường hoài à, bà rất là cảm thấy ai ngại quá. Sư phụ nói sao đâu, có một mình tôi mà, còn ai nó cũng tới được, thành ra đầy nhà bà toàn là mấy người họ tôi biết đường hết á, chỉ có mình tôi không biết thôi. Mà không sao, tại tôi nhờ những người làng á, và người thôn á, người tỉnh á, ai cũng biết chỗ này, chỉ có mình tôi không biết thôi. Thành ra mỗi lần đi về cứ hỏi thăm đường, từ ngoài hỏi thăm tới đằng này là ok rồi, ai cũng biết hết, chỉ có mình sư phụ biết chỗ nào. À, có một lần đi về tối quá, 3 giờ rồi đó, 3 giờ sáng á, tại vì ở ngoài quốc về mà cái này nhiều khi cái phi cơ nó, cái phi hành nó khác nhau á. 3 giờ rồi đi tới từ lưu hoài, cái ông taxi mới á, mới làm á, mới ra lò không biết gì hết. Trời ơi, đi hoài không được. Cái sư phụ 3 giờ sáng rồi, thấy có một cái nhà có cái đèn sáng á, sư phụ vô hỏi thăm á, cái ông đó, ông biết liền cái chỗ mình liền. À, ông nói thôi để tôi dẫn bà đi. À, ông lái xe của ông. Ông kêu mình đi theo sau cái xe taxi đi theo sau á. Xe taxi phải không? À, Việt Nam cũng kêu taxi hả? Rồi, xe taxi đi theo cái xe đó. Rồi, sư phụ mới tìm được cái nhà của mình. Lần nào cũng vậy, mấy người ở ngoài làng, ngoài thôn, ngoài xã, ngoài tỉnh ai cũng biết hết. Chỉ có mình bà không biết thôi. Thiệt là mắc cỡ gần chết chứ mà. Cái số vậy biết sao bây giờ. À, đâu phải người nào muốn làm gì cũng cái gì cũng có tài năng đâu phải không? Cái tài năng tôi mà tìm đường không ra, cái đó là không có cái tài năng đó, hiểu chưa? Rồi, không sao. Thì sư phụ nói thôi đừng làm phiền chính phủ mệt quá đi. À, what happening? No, we are doing, 他们看不到我. 你保温一下嘛. 不会啦, 出家人就代表佛 嘛, 你坐这边是对的啦. 我很尊重, 师父,我很尊重. 没关系,你也是菩萨,我们平等。出家人是我很尊重, OK? 很困难,这个时代出家很困难,就更尊重, OK? 对不起,我... 站在一边就好了，因为不然他们后面看不到了。我刚才就我们上长很好嘛，要来看为了怎么送葬的事情，有来看师父了，大陆的同修刚往生嘛，哎，所以我会请和尚超度了，然后在他那个宾馆那边也有别的和尚超度。OK，我们这边我们自己和尚超度，台湾跟大陆合在一起超度，懂吗？ 我们弄一个牌位，你们过去磕一磕头，走过去的话，OK。然后谁要坐在他牌位旁边都可以坐，给他灵魂高兴，知道了。谁要坐可以不要也没关系了，就不要急了啊，OK。那个乡长害怕我迷路了，因为我常常回来，每次回来都迷路了。坐计程车，有一些运气好，计程车就认识，啊，运气不好，他就我就坐个问嘛，问路啊就可以回来的。 就有一次三四点早上了，就找不到路，因为这个计程车刚出炉的，就不懂这个台湾路那么多，所以我们绕来绕去很久。这三点了，还有一个房子啊，他开灯很亮啊，就进来问路了。那个人很慷慨，客家人啊，这边都是客家人，非常好的。你买东西给他，买东西你多给一毛钱，他不拿的。 一定要还给你。有一次我看那个老人家卖东西，我就想多供养一点。哦，他就不拿，然后我就司机开很快走了，然后要转弯过来，他还是跟着车子旁边把我钱都还给我。<笑>所以这边村人我们都可以信任的，客家人非常好。我问那个就是客家人嘛。
他说啊，我带你们去好了，因为他讲来讲去，我那个计程车他不清楚，所以那个人他就开车带我回来了，客家人的，快到四点了，早上哎，就开车，嗯，他妈妈也出来，那个指路就是计程车不懂怎么走，我们这边有西方东方嘛，西边东边了。 他问我你是要去东边还是西边，那个时候他不认识师傅是谁了。我离行的时候更简单了，懂不懂？专利服比较不想给人家认知的啊，所以他不知道，说你就要去西湖洞还是西湖西，我说我没概念了，我就有这个地址，人家写下来给我的，那秘籍的，我就说我去静海武上师那里了，他说啊，知道了，早讲就知道了啊。<笑> 那我就带你们去了，就开到自己车带路这样子，三四点早上，懂吗？当然我有供养他的狗一些钱了，他不拿了，就是说给狗，不是给你，你不能拒绝了。我是很爱狗嘛，我说我爱狗，我家里很多狗，这个分享给你狗啦。说最后终于就拿了一点而已啦，没什么。啊，然后那个乡长啊，听说我迷路好几次了，他就过来，今天刚好为了那个 送葬的仪式嘛，然后顺便跟我徒弟招待说，你们要跟政府申请啦。我说怕政府不准，他说他就是啦，他就是政府啦，代表嘛，这边就是他就是政府啊。他说你们要申请，然后我们就看位置 OK 不 OK， 就可以放多那个路标啦，啊，以后计程车不会迷路的。他还跟我们说放哪里哪里才好的，懂不懂？我根本没概念了。然后我就跟他说，哦，没关系嘛，我就是一个人而已，反正我不会迷路到哪里了。我就问乡人啊，什么，县人啊，村人啊，他们都知道啊。啊，我就是那天因为太晚没有。 看不到人，大家都睡觉嘛，所以找不到人而已。平常就可以了，任何人都知道的，不是在村就会人，好远的地方一路一路一次问进去，谁都知道了，所以我不会迷到哪里，别不要麻烦政府了。他说没关系啦，我听到你常迷路，不好意思，所以我一个人而已，大家不会。你看我满家都是人，没有人迷路，就是不迷路，所以不怕了，不怕。 结果他还是说还是弄路标比较好了啊。以后你们看到静海什么某某了哈，英文跟中文加一起就可以进来了。那个字静海很简单记得嘛，是吗哈？哪一个人都会，哪一个国的都会看到嘛，是吧？啊 ，OK， 就可以进来了，知道。我一直说这边政府就多好的 ，OK， 他很忙很忙啊，从早上忙到晚上，连近几天也忙的。那一天他很晚来啊。 就是因为他忙整天了啊，怎么人家结婚也找他嘛 ？OK， 老人进驻的啊，也要找他，然后结婚60年在一起也要找他。哦，我说那么多事情了，我们这边谁结婚几百年，我们也不管了，<笑>反正这么高兴快乐就好了。我一直这样子，好了，他是很忙了，就对了，在做乡长是这样。你们不要认为就没事该了啊，政府也很忙，了解吗？上司我也有跟越南人讲过了，还有大陆顺便讲了，不要什么反对政府，自己修行就好了嘛。哪一个政府都也是为了人民好嘛，现在越来越好了啊，一定越来越好啊。 乡长也有说我们这边防保很好，因为他的村呢、啊，他的乡被选成好像台湾最好防保的地方，哎，那太好了，那都是谢谢你们了 ，OK， 你们要好好保持这个地方干净 ，OK， 干净整齐，这样对自己卫生也好 ，OK 哈，嗯，啊。 啊，不客气，不客气。 I have said that the chief of the village is very nice. Yeah, she came because ，刚好跟你们说这边那个人的话很长命的，有几个100岁还继续活，还继续工作的，哎，然后。 80岁以上还活、还健康、还工作的，就160几个。啊、
大家都不多，不过这边村只有1000人啊，你们是比村人都多的。 À, sư phụ nói ở đây người ta sống rất là lâu á. Có nhiều người, có mấy người 100 tuổi vẫn còn đi đứng, còn làm việc như thường á. À, rồi mấy người mà 80 tuổi trở lên á, có 160 mấy người. À, mình nghĩ là nó ít, không phải ít đâu. Tại cái thôn này nó có 1.000 người á. Có trên 1.000 người, chút xíu trên một chút xíu thôi. Hiểu chưa? Mình ở đây, cái dân chúng ở đây mình còn nhiều hơn cái người ở trong thôn, trong làng nữa. Bà làng trưởng bà nói vậy đó, bà nói ở đây dân số nhiều hơn làng của bà. Thì sư phụ nói nhưng mà cũng thuộc làng của bà thôi. À, đây dân số của đây là dân số của bà. Bà đó rất là tốt mà rất là bận rộn, hiểu không? Tối ngày hết đi làm đám cưới cho dân thì phải tổ chức mà chạy bộ này kia đó. Tham gia giao thông là chọn phụ vụ à, vì là chiến cang, cổ lý chiến cang, tận tận. Hàng thua sự kiện là trung thu giờ cũng có chế mu à, à, qua năm cũng có chế mu à, á, bà phải tổ chức những cuộc lễ này kia đó. Rồi người nào cưới hỏi gì cũng phải, bà phải đến dự. Người nào mà vãng sanh bà cũng phải là tới dự. Rồi người nào mà kết hôn với nhau 60 năm, trên 60 năm đó bà cũng phải lại và cùng chúc này kia cái nọ đó. Hài sư phụ nghĩ chăm mà sao mà nhiều chuyện mà bận rộn quá vậy. Ở đây có nhiều người có cần, mình đây đâu có cần đâu. Nếu mà người nào mà kết hôn với nhau hơn 100 năm mình cũng chẳng thèm nói gì. Miễn là hạnh phúc với nhau là ok rồi. Nhưng mà bà rất là bận rộn, cái chuyện đó là phải làm như vậy đó. À, chính phủ thì phải như vậy. Cái bà thôn trưởng, bà làng trưởng, bà đến lần đầu tiên bà đến là chị Hai biết là bà rồi. Bác Hai biết liền, tại vì bà có cái uy nghi của bà nha. Rất là rõ ràng vậy đó. Lại cái chị Hải biết liền bà đó. Tại đi nhiều người đi với nhau một nhóm mà bác Hải biết liền. À, chính phủ cũng cực lắm, đâu phải dễ đâu, hiểu chưa? Như cái bà làng trưởng tối ngày bà đi từ sớm tới tối, Chúa Nhật bà cũng phải đi làm, thấy không? Ông chồng của bà hồi trước cũng là làng trưởng, làm việc nhiều quá thành ra mất sớm. Bà là quả phụ. 那个上长的先生以前是他是上长的，现在继承是他的太太的，懂不懂？以前是他先生是当上长，因为太操劳工作太多，所以早日往生了。你看，现在他是国父的，还接待他先生的钱的工作，不过他做得好好，我看他威仪就很了。一来我就知道，好威仪啊，好像跟女王进来一样那种气派啊，是啊，他那个气氛啊。 非常好，他而且这个人很好，很公正啊。我们苗栗真的很好，得到一个乡长这样。<笑>然后他就指导我们很多事情怎么弄了，那个路票什么的，他说他以前也没想到啊。我说哪里你想到我们啊？我们自己照顾自己就好了，你忙死了。不过你这么好，为什么不早一点当乡长啊？<笑> 他就说你早一点迷路我就早一点上。<笑>但师傅海拔把多你也哈啊，但是我空哥，但我你，我那空哥你，那个景嘛，làm những cái bảng cho đường á, chỉ đường á，本来tại cũng hồi đó giờ không nghĩ đến á。 Tại vì cái thôn nhỏ xíu mà đâu có nghĩ tới mà bao nhiêu người tới như vậy, không? Càng ngày càng nhiều á. Hồi xưa chỉ có Chúa Nhật mới đến lần thôi, hay là lâu lâu mình có thiền á mới đến thôi. Vì chén đó sư chán chi sản sổ mơ thái tua rỉnh lại mà. Bình chẳng thôi mấy rỉnh á, xào chun mà. Mà mấy chẳng thao. Xin thay trái chẳng thao nông lưu bèo kìa mà. Hồi chứ xưa này vui dung là mấy quan xin này mạng hẳn mạng à. Ủa có chi rắn này chứ mà hào thật rỉnh. À... Sư phụ nói bà nó rất là tốt bụng, tại sao bà không có làm làng trưởng sớm hơn một chút, tôi nhờ đấy. Bà nói tại sư phụ nếu mà lộn đường á, sớm hơn thì tôi cũng sẽ lên sớm hơn. Yeah, what did I say the about the village chief before? Up to when? Environmentally friendly. I said you are so good like that. Why haven't you been a village chief earlier? Because he want to make the street sign for us and all that, tell us where to put and all that, tell us what to do. I said, why haven't you been a village chief earlier? You know, she said, if you have been lost earlier, I would have been a village chief earlier. Understand? She did that because I've been lost.
I came home and lost many times. But I said, don't worry, all the people in this province, you know, they all know where I live, except me, so don't worry about it. I'm the only one that lost, because look at how many people never lost here. You know, they all came on time and on the spot. Only I am the one who gets lost. Because I thought if I have the address, and the taxi driver would know where, but I don't know how, the GPS don't work very well. I say, never mind, I don't always get lost, you know. But I said to her, why haven't you become a chief earlier? Because he's so good. She said, because you haven't been lost earlier. You know, lost the way. Yeah. And I said to them that the government have the government problem, you see. She wants us to make this street sign, yeah. And I said, will the government allow that, you know? Because I haven't done that up to now, you know? Will the government allow us to do that? She said, I am the government. Yeah. Yes, she is, you know? She's a representative of the government of Taiwan here. And she does all that. She told us what to do, how to apply and do what, and then we can do it, okay? After they check out the spot to see if it's not a hindering to the public or any transportation or the movement of the public in any kind, yes. I said, oh, I forgot, sorry, because we are so friendly. I forgot that you are the representative of the government, sorry. It's a joke. She's very humorous, you know, very good woman, and seemed like I know her a very long time, you know, even though I've seen her only second time. But we hit it right away, you know, and she had some food with us, and she even bring me some of this quick fix protein. She told me, one time morning, one time evening, and just like me, very fit. She said, that's what she does, because when she doesn't have time to eat, I say, I don't even have time. I forgot they buy me a lot of vitamin, but sometimes I remember, 3-4 days I remember, or some day don't remember for a week or something. Only when I feel very tired, then I remember, there's something there, you know, for a quick fix. I said to her, right now, I'm just taking care of myself, very easy. She said, you have to eat this and that. I said, oh, when you're here, because of your marriage, I can eat some good food. You know, spring rolls, and Vietnamese spring roll, and Chinese, this kind of, I don't know, look like chapatis, but very tasty. They put some condiments in it, you know? Mm. I said, because of your marriage, I can eat this at home myself, because I'm busy. I just cook brown rice and eat with sesame powder. Mm. Sesame powder, easy to buy. They sell it here, downstairs, here in the mountain, you know, where you live here, yeah? And then brown rice, simple, you know? You just soak it 2 hours or overnight, and then you just put in the electric cooker. Oh, nowadays, we are better than king. Yeah. The king have to wait for the people to blow in the fire and smoking all over the palace, and then in order to have some food, yeah? And by the time the food comes, it's cold. You see, they have to transport from the kitchen to the king chamber, and it's cold already. Number one is a second-hand food. You know why? The eunuch have to taste it first to see if any poison. Yeah, he eat first, and the king eat second. Who like to eat the leftover from your servants? But he has to, you see? So nowadays, if the king is still here, he just cook by himself. Yeah, we just buy a electric cooker for him and some electric stove if he wants it, everything electricity. And then you just push a button, pok, and then half an hour later, you have your meal ready, yeah? And even sesame powder, they made it for you already. And the salt, you don't have to squeeze it, it's already become powder. And you just mix a little bit together, and then if you still feel a little unsatisfied, there are a lot of fruit, you see? Brown rice, sesame fruit. Oh, I feel like I'm the king of my own territory. So simple, yeah? And you have everything you need. You don't even need fruit. If you have it, you have. If you don't, it's okay. Actually, if we are well, you know, we eat anything and we're happy. Yeah, okay? Mm. But she's very worried about my health and, you know, all that stuff. She even bought me some of this super stir food, you know, you just pour hot water in it, stir it, and she even tell me how to stir it because there's some clump. And oh God, I said, okay, Mama, thank you, Mama. Thank you.
这个上长，他这么忙，还带了一些那个补的那个食物给我，那种上蜜要护理啊，那粉啊，有没有？啊，叫我每天早上晚上要吃的，没时间的话吃这个就很多体力跟他一样那样子，<笑>他还叫我怎么咬的，因为不然的话会有那个一粒一粒起来的，所以他哦，好像。 他都很想去啊，他妈妈还照顾人那样子，他当上长当然好了。不过他讲话的声音沙哑，整天忙嘛，所以他一次跟我说怎么了，我说好了，妈妈，我懂了啦，我长大了，<笑>长大了。<笑> I say I'm grown up already, Mama. Thank you, I'm grown up. I can do it, you know. She's very cute and she's very humorous. You know, we laugh a lot. And when we're together, she talk nonsense, laugh a lot. Anything she say also very funny, very funny. Cái bà thôn làng trưởng bà rất là hài hước. Hình như là sư phụ bà giống giống nhau, nói chuyện cười đau bụng luôn á. Không có chuyện gì nhưng mà nói là cũng cười à. Bà rất là vui tính, bà nói chuyện rất là khôi hài, hiểu không? Chứ bà rất là bận như vậy đó mà bà đem cái một cái bịch lại cho bà Hải á, bác Hải đó, bà nói là cái này bổ đó, tại vì nếu không có thời gian mà ăn cơm á, chị Hải nói đâu có gì đâu, mình nấu cái dễ mà, sư phụ bỏ gạo lứt á, rồi gạo lứt rồi cái bỏ cái bột muối mè đó, muối mè người ta làm sẵn rồi, mua một hộp đem về, rồi bỏ chút muối vô, cho trộn là xong rồi gì đâu. Bà nói nếu như vậy không có đủ chất bổ ăn cái này một buổi sáng một muỗng, chiều một muỗng là giống như bà vậy đó. Mạnh khỏe vậy đó. Rồi bà còn biểu sư phụ phải làm sao mà quậy cho nó đừng có đóng cục lại đó. Cái tiếng của bà nó hơi khàn, tại bà nói chuyện cả ngày rồi, bà còn lo lắng cho sư phụ. Sư phụ nói thôi rồi, cảm ơn má má, tôi lớn rồi. thành niên rồi. Cười vậy mà à, bà rất là tử tế. Sư phụ nghĩ mình có một cái bà làng trưởng vậy rất là tốt ha, tốt cho mình. Cái bà đó chính phủ rất là bận rộn của họ, hiểu chưa? Tại mình không biết á, mình đâu có biết đâu, mình tưởng bà ngồi để chơi không, không phải đâu, người ta bận lắm, hiểu chưa? Bận lắm. Chính phủ mỗi cái phân bộ của họ bận rộn riêng của họ, hiểu chưa? Chính phủ này cái chính phủ thành mạng đó. Ờ, mấy cái phân bộ tham mình tôi có mạng tha sự chuyện. Suy nghĩ mình giao rằng chỉ có nên mình có vấn đề à. Ờ, suy an tuân sau lại cái chính phủ có thời gian sáng an à, có thời gian chủ trì cho sinh hoạt越来越好.越吵越闹政府越没有时间啊。Đồng có đồng, rảnh hồi vô cân phản. Mình càng làm bận rộn, càng ồn ào với chính phủ thì họ càng không có thời giờ để mà suy nghĩ, để mà lo lắng, để mà tổ chức cho đời sống của dân chúng, hiểu chưa? Nếu mà dân chúng tốt hết thì chính phủ xấu đâu có được, hiểu không? Xấu rồi mắc cỡ, hiểu không? Hồ số lúc của dân miệng tôi hảo hảo quay quay được, chính phủ bất khả năng hoài được bà, hoài được hơi tiêu liền à, đồng à, hơi bù hảo ý sự à. I say if the citizens are all good, then the government cannot be bad. They will be embarrassed. Yeah, I say if you don't make a lot of noise and make trouble for the government, they even have more time to think, to organize, and to make life better for their subjects. If you make more noise and make trouble, they're so busy trying to calm you and control you, then it's even more trouble. And if you are good, then the government cannot be bad. They'll be too embarrassed. You understand? And they will be touched by this beautiful, calm and subdued atmosphere, you know, humble atmosphere, that they will have to look inside, you know, and they feel that they should be good, right? Understand? Yeah, like that. Yes. Okay. So this is the way it is. And we are practitioners, especially, we just come and meditate. We use inside power to change the world. We don't need to use any weapons or anything that is harmful to both sides. Fighting is always harmful. If you don't die, he die. Yeah. Đánh nhau á, chiến tranh á, lúc nào cũng rất là thương hại. Nếu mình không chết thì bên kia chết. Hiểu chưa? Vậy đó, không có tốt gì cả. Tôi nói chiến tranh à, không phải tốt. Nếu bạn không chết, họ sẽ chết. Dũng chịu chụp 伤害的战争就是伤害心嘛，是不是？哎，所以说我们自己用自己那边的力量感化世界了，不用什么伤害的地方。
上最好的 ，OK， 最好，最好的病法是吗？不战。以前呢、啊，有一个人，他是催释迦牟尼佛要杀他，有没有？啊，他是要催他，他催不上，打也打不中。他就说：“嘿，你站起来啊，你不要让我催得很累。”佛说：“我没去哪里啊，都是你自己乱跑了，我站在这里而已。”那你用什么反抗？我没有反抗你，都是你自己反抗自己，啊，杀不到佛了。后来就佩服了，就是这样了，懂吗？哎，我们佛教要学佛 ，OK， 天主教要学天主，他就是叫人家和平的，有没有？他既然被抓了、被定了，他也没有叫他徒弟站起来，为了救他的命，然后当革命什么妨害别的人，有吗？没有，没有。他最好的一个忍辱的榜样，慈爱的榜样。佛祖也是这样，很多名士也是这样啊。他有神通啊，有徒弟。比方说耶稣，他有神通，有徒弟啊，他要的就可以走掉啊。了解吗？逃走，他不反抗。达赖喇嘛也是这样啊，他是主张和平，有吗？也是最好学佛的榜样。我们学佛就是应该跟佛差不多嘛，了解吗？最少跟着他，就跟他一样的哈。然后学那个主也是这样啊，学哪个教主都应该学他的榜样，不是讲话那么多。OK， 好。I said war is always harmful. If you don't die, then the other side will die or wounded, you know. Never good. It's never harmless, the war. And if you are Buddhist, you should learn from Buddha. Yeah. If you are Christian, you should learn from Jesus. Jesus, he could have done something. Even he was captured and treated so bad, like a criminal like that, and so torturous like that. He never told his disciple to rise up an army or do something for him, you know, or revenge him. Never. You see what I mean? Yeah. He just say, please, Father, forgive them. Forgive the one who harmed me because they don't know what they're doing. 耶稣嘛，他在还王圣以前，他说请那个上帝最高原谅那些对他折磨的人，因为他们不知道他们做什么的，无名嘛，所以他请上帝原谅他。他没有叫徒弟站起来做革命报仇，没有，了解吗？他可以啊，很多人崇拜他，是吗？佛祖也是这样啊，都没叫谁革命什么，是吗？他被伤害好多事，他也没做什么。老子、孔子也是一样啊，是被伤害很多，都从来没有伤害谁。孔子他就被催啊，他被拒绝啊，被催害啊，都从一个国家跑到另外国家，他也没反抗。名士都这样，应该学习他们。Jesus tell the Father, yeah, God Almighty, please forgive them, because they are ignorant, they don't know what they're doing. Yeah, he never tell them, the disciple rise an army, revenge for me, never. Huh? The Buddha also, people try to harm him many times.Even very little is accounted in the sutra, but sometimes he has been like having no food or no comfort for 3 months. Has to eat the thing that the horse eats, for example, like that. And some people even want to kill him, yeah, but not successful. But nevertheless, cut one of his toe, for example, like that. You know, by the way, slanted to his toe. But he never said to his disciple, "Wow, we have a lot of."Powerful, we outnumber them, we raise an army and revenge. Never. None of the master do that. So if we say we're Buddhist, we should learn that lesson. If we are Christian, we learn the same lessons. Huh? Okay? Any question or anything? If not, I can go upstairs now. Yeah? 你要问, huh? Vietnam, huh? Mongolia. Huh? Mongolia, okay.Do you speak English or Mongolian? I love you so much. I love you so much also. I thought I was going to be in the
хоёр ахсын бясалгал тооцогддог уу? Ингээд ердийн үед хүн аялгау сонсож байгаа, сонсогдж байгаа метронд суугаад ч юм уу автобусаар явж явах үедээ аялгау сонсож байгаа үе эдгээр хоёр ахсын одоо тэр бясалгалын хугацаанд ордог уу? I have okay. 你好师父，那个师兄问，就是他在那个没装的做打坐的时候，就是观光观音没做的时候，就是他说看到光或者是听到的那个音，属不属于那个我们那个每天做打坐的那个时间里，能数进去吗？ 不算，就是额外的。啊，因为那都是额外的，所以天不好了，还有再过去的。还是要打坐比较安全呐，两个半小时，OK？不然，不然这样子，我算打坐24小时哦。嗯，完了。OK，还是要打坐了。这火车必须必须要往下，这个三轮车上那个车。 师兄补充，不是那个懒的打坐。啊，了解，我不是说懒了啦，打坐有打坐的好处，OK？ 因为我们静下来的时候，集中的时候，对我们自己本人也有好处啊。有时候我们神经崩啊，或是什么紧张的哈，有问题的，做观音就会马上就有帮助的，对身体也有帮助。 精神也有帮助，要做了还是要做了，哎。对自己那个安静的，懂不懂？快乐的、平安的、舒服的，还是打坐。OK， 另外那个当然是应该的。 应该常常看到望清道声音是应该的，应该的。本来是这样，本来是这样。本来是应该整天看到，整天听到的，是对的。不过打坐还是会有帮助。 Энд ингээд аялгау хийхэд эрчмийн урсгал илүүтэй их мэдрэгдэж байна. А тэгэхээр тэр эрчмийг хаашаа зарцуулбал илүү дээр байх хэвээр багшаа. Дэргэвэн提示,那個我們在這打坐的時候,身體全身充滿了那樣的energy。充。量,然後我們應該把這個 能量，它能量都积在身体里面，怎么释放？啊，没关系啦，那如果受不了就站起来，如果他忍耐不下就站起来一回，然后再做，走走动一下。 你说他讲那个，他这段期间阴流很强，然后他的意思是把这个阴流怎么用在什么地方比较好？啊，不用了，他自己会散发给世界了。啊，那么样哈，这个可以过呢，这个他偶尔这个爱干什么事，反正爱干什么事，反正。 自己会散发出来 ，OK， 我们就是一种工具嘛，有没有？像一个桶子一样啊，了解吗？我们就存库了，存库起来了。时间到了，或是出去外面了，面对困难啊，或是面对别人，那自己会自动散发出来给别人，不是给你保护的，听懂吗？ 自动的。啊，越多越好。嗯。The more
The more the better. The more you have, the better you can give to the world. Automatic. Okay? Yeah. All right then. Anyone else? You finished? You understood? Everything okay? Good boy. Good boy you are. I'm proud of you.先生的第一感觉就是师父快点救我，然后然后先生第二个感觉就是说快把他抓住，就是他师父，别让他跑了。哎，赵警察哈，哎，然后呢？叫空空空间的警察哈。哎哎，他那个叫了以后，那一个外星的邪灵的脸就变了形，变了形就扔下他以后就跑了。啊，了解。好了，所以现我跟我先生都非常感恩师父。啊，不客气，不客气，是应该的，应该的啊。我也很高兴。哈哈哈哈哈。谢谢师父。哎呀，不客气，不客气。上帝保佑。OK，先生在吗？他不在。好。他是您的忠实的信徒。你给他，OK，要补一下。哎呀，谢谢师父。没事没事，不客气不客气，啊，还有别人，这里。师父您好，就是当我听到就是师父把这个外星那个就是控制人类的那个系统啊给摧毁掉了，非常的高兴，非常高兴，就是想第一个感恩师父，另外感恩这个就是天神们。那么这一天能不能就请求就提个建议？就是作为地球的人类，生生世世的，纪念这一天，感恩感的感恩感的师父，感恩感的那个大天神。我们有了有了，啊，10月1号是吗？啊，世界自由天呢、啊？啊，这个解放天呢、啊？有吗？谢谢师父，谢谢师父。10月1号哈，10月1号。October 1，他们建立的，你太晚了，嗯，一样了，一样的意见，行吗？大家喜欢就好了。感恩师父，我有个问题就是，我是在入学以前，小时候自己就有做观音动作，入学的时候我很震惊，我说怎么跟小时候那么相似？后来印心以后呢，我。打坐的时候每天有2.5小时打坐和观音，是，但是我有时候不受控制就会把打坐的那个动作过一会儿不由自主的就变成观音，嗯，就导致了我入学以来观音老师要比打坐时间更长。不会了不会了，你整天就会做观光了，没事了，继续做，谢谢师父。好的，好的。因为前次有修行嘛，然后刚再生回来，还记得而已，没什么。OK， 这次要升高啊，嗯，不要再回来麻烦。还有一直有声音，打坐的时候也有声音，不知道可不可以也念五句？一整天都有声音。啊、OK OK， 没事。可以念五句吗？打坐的时候？当然啦、啊。哦。要念啊，整天要念啊。谢谢师父。打坐的时候更要念，为了稳定，还要保护自己，是叫伟，懂吗？是。Yeah. Hello, Master. Hello. I have 2 questions. Yeah. The first one is, every time I go into sleep,
and I close my eyes, I always see a white light in front of me. But yeah. Every time I open my eyes, it's just a dark. I don't know why. I also don't know. It's you who see it. Yeah. Why? You don't like the light? No. I just feeling weird. It's just. Why is weird? Around me, it's really dark. Yeah. It's deeper when I'm going to Hong Kong. It's deeper. Yeah. But every time I'm going to sleep, it's just like have a white light. I don't know what that means. Why not? Should it come when you want? It come when it wants, okay? The light come when it wants. Enjoy, just enjoy. Okay. Nothing wrong. Very good. Okay? Yeah, because sometimes when you meditate, you don't really meditate. That's the thing. Yeah. So when you sleep, you're already tired, and you already meditate somehow before that. So your mind calm down. And just when it calms down, you're sleepy, you go to sleep. So the light comes. It's okay. Thank you. Enjoy. Yeah, next one. Every time I go to sleep, around 2 a.m. or 3 a.m., I feel like someone touching my around neck and ear. Uh-huh. But it's not like touching, it's just like... Feeling the energy, huh? Like this, yeah. Mm. I don't know why. It's every time I'm saying five names and doing some gift, it's not going. You're not going away. Continue. I don't know why. You feel uncomfortable or comfortable? It's not really comfortable because I cannot breathe. Okay, next time put master picture next to it. Yeah, I'm using a necklace. Not enough. Put a picture. Mm-hmm. Put a picture around your head. Okay. Okay. Right. Thank you, master. Yeah. Meditate before you sleep. Yeah. Okay. I want to say this. I'm sorry too if I'm not a really good disciple. It's okay. You are a good disciple. Thank you, master. You do what you can. You see, outside world is very busy and very a lot of temptation, and you still continue your practice. I'm proud of you. Okay. Before you sleep, you sit on the bed. Even you already meditate, okay, all day or any time already. Before you sleep, you sit on the bed first. You recite the five names, you know, by yourself, just like usual. And then you do some quiet, and then you just lay down, and then the meditation will continue that way. Okay, and it will protect you, okay? Thank you, master. Because you're scared, that's why you can't breathe, yeah. Okay? If you are scared, just sit up for a while, meditate again, and lay down sleep, okay? Okay, you put the master picture all over your pillow, around your pillow, you, okay? Master. Welcome. Dạ, thưa sư phụ. Trong quá trình mà con đi cộng tu nhiều tỉnh từ miền Nam tới miền Trung thì con thấy có nhiều đồng tu á, hầu như họ không có quán âm, hoặc là quán âm 15 phút, 20 phút thả tay. Hiểu rồi. Thì con có nói chuyện với lại chị Lạc, liên lạc viên. Ừ. Tại sao ta không đánh thức, không nhắc nhở họ quán âm nha, để mà nó nhiều hơn á. Thì chị lạc viên nói là chưa có, tại vì chưa có cái chỉ thị của sư phụ á. Sư phụ không có bắt buộc nha. Dạ. Nhưng mà làm quán âm rất là tốt cho mình nữa, hiểu chưa? Dạ. Chứ không phải tốt cho trừ trường không thôi. Dạ. Làm quán âm cho đúng nha, cho đủ tiêu chuẩn nha, ok? Dạ. Dạ. Mọi người đều biết, nhưng mà họ ngồi hồi ngồi mỏi tay mỏi chân á. Dạ. Dạ. Thì nếu mà mỏi chân thì để cái gối đằng sau á, dạ, ngồi lên cái gối cho nó cao, dạ, lên, dạ, chút á. Dạ. Đặng mình không có bị tê chân á, hiểu chưa? Dạ. Dạ. Ok. Dạ. Còn nếu mà mỏi nữa thì ngồi để cái ghế gì nhỏ đằng trước á, để mình cứ ngồi tự nhiên á. Dạ. Để mình để tay lên cho nó khỏi mỏi, hiểu chưa? Dạ. Dạ, con cảm ơn sư phụ ạ. À, sư phụ nhìn hảo. À, 我现在在西藏工作. À, 然后呢, 我感觉那边磁场挺好的. À, 是不是, 因为那边的修行人多, 还是, 因为它山的海拔高, 是地理原因还是人为的原因? À, 有时候有用. 有一些地方灵气比较好. À. 那就你们就利用那个地方了，当然地球有一些地方灵气多，有一些地方灵气小，嗯，你看哪一边如果舒服啊，啊，修行更进步的话，那当然是好的地方，OK，嗯，都有了，都有。嗯，我感觉布达拉宫附近方圆有2公里的地方磁场非常好。好啊，好啊，那你们
尽量利用那个灵气啊。OK， 是是，嗯、谢谢、嗯。当然那边生生世世啊，好多修行的人很诚信在那里修嘛，很多喇嘛、啊，对，懂吗？哎呀。嗯，所以他这个磁场啊，当然是有效的啊。是是是。还有他们盖那个波塔拉以前哈、啊，有高僧大德看过那个地方啊，有好的灵气才盖。OK， 就是这样了。好，谢谢。心想啊，师父，cho con cho tâm ấn. Con lúc con năm một năm trước, con nhìn thấy sư phụ trong giấc mơ của con đưa con đi.Đâu đấy, xong rồi đợt này con giống, con lại gặp sư phụ mặc quần áo xanh như vậy. Có phải không ạ? Ừ, phải. Cảm ơn sư phụ. Phải. Không có gì. Sư phụ, con muốn chia sẻ hai cái thể nghiệm gần ngay mấy ngày hôm nay ở đây ạ. Bởi vì rất quan trọng đối với đồng tu mấy ngày hôm nay ạ. Sư phụ đã mang rất là nhiều lực lượng đến đây cho, nhất là con nói đồng tu Âu Lạc nói riêng và tất cả đồng tu trên thế giới nói chung. Bởi vì là rồng á, tất cả đã tụ tập về dòng vàng ở trên trời rất là nhiều á, đã tụ tập ở nơi đây cho những người coi như là con rồng cháu tiên Âu Lạc của chúng ta đấy. Cho nên là rất là nhiều sư phụ, con rồng cứ bay ở trên đầu suốt tất cả những cái lúc thiền ở đây. Cho nên là đồng tu Âu Lạc ấy, cố gắng quán âm á, thì mình ấy, đừng có hỏi sư phụ là có hay không, mà là mình ít nhất mình quán âm lên 3 tiếng. Khi mà 3 tiếng cơ thể mình thanh lọc được rồi đấy, thì là cái từ trường âm thanh ấy nó sẽ vào, tự nhiên là nó sẽ vào cơ thể, và lúc đấy mình sẽ có thể nghiệm lúc nào cũng có. Và ở đây rồng vàng bay rất là nhiều cho người Âu Lạc mình ấy. Cho nên là khi mình tụ tập lên đây, mình hãy chuyên tâm để mình nâng cái đẳng cấp của mình lên, bởi vì bây giờ sư phụ đang cho mình rất là nhiều. Bởi vì gần đây đấy, con vừa mới thể nghiệm được một cái thể nghiệm mà trong cái tu hành của con nó đã tiến triển lên một mức độ rất là tốt, thưa sư phụ. Con thấy con rất là tiến bộ, và con đã cảm nhận được sư phụ tại sao mỗi một lần sư phụ gặp mình ấy là cái đẳng cấp của mình kéo sư phụ xuống rất là thấp. Và mỗi khi mà thấp như vậy ấy, là sư phụ mình ấy như ngọn lửa của địa ngục. Quý vị có biết là như nào không? Sư phụ lúc nào cũng bị thiêu ở trong đó. Cho nên là xin mọi người đừng cố gắng thiền quán âm thật nhiều. Cái thể nghiệm này con không thể rõ ràng kể ra, thế nhưng mà trong mấy ngày thiền ở đây, con thật sự con không thể nào diễn tả được cái tình thương của ở bên trong của con đối với sư phụ. Dòng rất là nhiều, lực lượng thực sự rất là nhiều. Nếu quý vị chỉ cần nhắm mắt lại, quý vị sẽ nhìn thấy tất cả, cho những người Âu Lạc, cho tất cả những người trên thế giới. Cho nên xin cầu mong mọi người đừng kéo sư phụ xuống. It's okay, don't worry. Thank you. Không có gì đâu. Chưa bên, nếu mà nâng lại, chưa hẳn hẳn yên chí hảo lạ. Chưa đua chuan xin chưa hảo lạ. Rút của xin thay, thịnh bụt đào, khám bụt đào, chua chữ tiền cho hồi lạ. Thịnh đồng mà, yếu sư hồ, chơi cha lì, sư trắng, ưu rắn mà. Lại chưa bên, bố hồi má sang.或是家里也是这样，不会马上那个净化干净的，所以要多做一点就好了，懂不懂？做久一点就会来了，了解吗？做久一点，不可能没有的哈。嗯 ，She says she saw a lot of dragon, golden, meaning they are coming here also to bless you. The Vietnamese and the Chinese are descendant of the dragons. Okay.So therefore, maybe a lot of divine dragons, they come here just to support you and to bless you, you know, by the way, also to feel happy with you, to protect this environment for you. And then also Master Power is always with you. Just try your best. Always concentrate. If you don't see the light now, you sit longer. You come here just to have your own retreat.Sit longer, then it will come. If you don't hear, you pay more attention, sit longer, it will come. Okay? Yes. Something like that, yes. And she said, do not, she was crying because she feels sorry for, for your master. Every time come down and you guys asking some of the initiate level are not very high, so they are causing some internal fire.And make your master stay in that fire. It's okay. I'm master. I can wear it. Don't worry. Sư phụ mà không sao đâu. Con có một cái này con muốn hỏi sư phụ. Rồi. Con ngồi thiền ấy.
thì con tự nhiên là con nhìn thấy một cánh cửa nó hình tam giác. Ừ. Nhưng mà khi mà cánh cửa đấy mở ra cho con ấy, ừ, thì ở giữa cánh cửa đấy thì ngay cửa có một vị thần, sư phụ. Vị thần này bằng ánh sáng thôi, ừ, nhưng mà họ bắt đầu họ chuyển động là, ừ, cánh cửa được mở ra. Ừ. Xong rồi con nghĩ là con đi vào đó. Ừ. Con đi vào đó thì nhưng mà khi mà con đi vào đó thì con nhìn thấy ở trong đấy tất cả những cái hình tam giác đều là những biến hóa vô lường dư ạ. Ừ. Mà nó tất cả đều là vàng. Và ừ, cái người, cái thần, cái vị thần đấy cũng là ánh sáng màu vàng. Ừ. Nhưng mà cái biến hóa tam giác đấy nó là một cái đường hầm dụ. Dạ. Không ai có thể vào đấy được. Thế nhưng mà nếu mà vào có thể là bị coi như là đúng rồi, dạ, bị hại. Nhưng mà sau đó cái hình tam giác nhiều cái những cái nó biến hóa như vậy thì nó mở ra một con đường nhỏ cho con. Ừ. Nhưng mà con không biết đấy là cái gì. Không phải đâu. Một cái thế giới, tức là giữa những cái thế giới nó có một cái con đường bí mật để câu thông á. Dạ. Người nào tu hành tốt á, thì được đi qua đó đặng đi lên mà. Dạ. À, thí dụ quý vị có nghe những người mà họ mới chết tạm thời đó, trong thế giới họ rất có nhiều quyển sách như vậy đó, họ viết về những cái người mà chết tạm thời đó, mà theo cái sự kiểm soát, theo cái sự quan sát của bác sĩ hoặc là thế giới của mình thì họ đã chết rồi. À, nhưng mà 15-20 phút sau họ chưa sống lại. Họ sống lại, họ diễn tả cái con đường đó, nhưng mà không phải con đường vàng như của cô đó, nhưng con đường khác nữa. À, nó tối hơn. Từ đây họ lên cảnh giác khác. Rồi họ được ở đó, họ cảm thấy rất là sung sướng, là trẻ lại, bệnh tật gì cũng không có hết. Ở dưới này không có chân, lên đó chân cũng có. Thí dụ vậy đó. Thì những cái con đường đó, thí dụ từ thế giới của mình tới cái cảnh giới Atula, nó có một con đường hầm. Ừ. Nó đi trong đó chuyển động rất là mạnh, nếu người nào không có phước báo không thể nào đi qua được. À, phải đọa lạc tới thế giới khác, mà người thật phước báo thì lên được thế giới đó. À, nhưng mà nếu mà cái số kiếp mình cũng chưa được chết á, thì họ đẩy mình trở lại. Dạ. Ừ. Còn những cái con đường cô đi qua là con đường ở trên cao hơn. Dạ. Thế giới thứ tư, ok. Bởi vì khi con, nếu mà cô đi nữa lại lên tới thế giới thứ năm, ok. Dạ, khi con thấy đi qua đấy xong rồi là ngày hôm sau là con thấy rồng vàng nó bay hết ở trên đỉnh đầu con vậy. Thế là con nhìn thấy ở khắp bầu trời đúng không? Đúng rồi, cái đó là tượng trưng của những cái sự bảo hộ, mà long thần hộ pháp bảo hộ cho những người ở đây tu hành. Ừ. Thành ra người Việt Nam với người Tàu rất là hãnh diện con rồng cháu tiên đó. Ok. Yeah. Người Tàu họ cũng nói họ là con rồng. Con cảm ơn sư rất nhiều. Này. Con muốn sư lúc nào cũng mạnh khỏe. À, thật, cảm ơn, không sao đâu. À, làm sư phụ thì phải vậy, phải gánh chịu chứ đâu có lúc nào có than phiền được. À, có con rồng á là tượng trưng cho cái sự một cái lực lượng rất là mạnh liệt á, nó bảo vệ được. Cho nên thấy những người Á Châu ha, người Tàu và người Việt Nam á, họ nói họ là con rồng, con cháu của rồng tiên á, hiểu chưa? À, cho họ rất là ảnh diện cái đó. Thì cũng có thiệt như vậy đó, nhưng mà lâu lắm rồi ha. Bây giờ không biết mình rồng chỗ nào nữa, chắc chỗ này có mấy cái tóc là giống rồng thôi. Thì phải tu hành nhiều mới đúng là con rồng cháu tiên, hiểu chưa? Và nếu không là người phàm thôi. À, thành ra những cái cung điện á, của những vị vua Tàu á, họ có để rồng á, hiểu chưa? À, đấy. Cái rồng là cái sự bảo vệ rất là cực mạnh á. À, trên thế gian này không có cái gì bảo vệ bằng của rồng, hiểu không? Thành ra họ thích như vậy. Thì nếu cưng thấy rồng có nghĩa là cái tượng trưng cái sự bảo vệ của cái đấng thiêng liêng á, hiểu chưa? Hộ pháp. Như vậy rất là tốt. À, sư phụ thấy mỗi lần cô tới cũng đều là tiến bộ như vậy. Very good, hiểu chưa? À. Đạo lộ 19大结束了，选出新的领袖。 全国的代表大会选出新的领袖，就是习近平，他是第二次又被选出了。又再选出来啊！恭喜他，就嘛中国这个大的领导人，恭喜你们了，恭喜他好善良啊！我看到他在电视上，好善良啊，好好好军人的一个人，他恭喜大家了，恭喜大陆了啊！然后他提出来。 现在新的时代开始了，我感觉师父对中国的加持，背后的加持是很大很大的。我们感恩两岸，大陆和台湾，师父的加持都特别大。我们很感恩。 I'm so sorry, guys. They're just asking all kind of question, okay? Like spiritual or non-spiritual. Number one, number two, Chinese president has been
elected again. Xi Jinping, you know him, right? And he has elected again. And he said to the Chinese people that this a new era has begun. 叫中国人幸福，还有宣传那个传统文化信佛教。信佛教，他夫人也是吃素的。啊哈，彭丽媛。哇。Wow. His wife also vegetarian. They both believe Buddhism. Something like that. 而且习主席的爸爸，当年是广东省的省长，他是。 在最危急的时候，他救了六祖慧能的真身。你知道，听说，他保护了六祖慧能那个生下来那个身体了，哈，肉体知道，好，谢谢了，好。I say congratulations, the Chinese, mainland Chinese, and they just thank me for Master Power to bless the both Strait of China, Taiwan and mainland China. That's what they said about. And they say he and his wife are traditional Buddhists. Okay. 他说我们要保存这个佛教的传统。太好了。这次十九大开会就是所有的餐都是简单的餐，不是以素食为主。Okay. They say that the last time they have a party meeting to select new leader this time. They make it all very simple meal, mostly it's like around the vegetarian dishes. It's not very sumptuous or meat and fish and stuff like that. And he also said, according to them, please, if I say something wrong, don't blame me, nothing. They say the president himself encouraged the Chinese, mainland China people, his people, to continue to propagate the traditional national Buddhist belief. And I say very good, excellent. 恭喜啦，你们就会红了，红了，不客气，好，不客气，OK，这样才好了。 你们要多打坐、多专心，就会什么都会有，知道吗 ？OK？ 有，师父，con xin kể cái thể nghiệm. Rồi. Dạ, con có đến một cái nơi mà con không biết cái nơi nào nhưng mà tất cả những đồng tu rất là đông. Lúc đó sư phụ nói rằng tất cả những đồng tu đều thành Phật hết. Xong rồi những người mà thiền 2.5 tiếng giữ thuần chay á. Thì họ hơi ngơ ngác một chút. Sư phụ mới nói rằng quý vị hiện tại bây giờ đó tất cả đồng tu đang ở cảnh giới Phật. Dạ. Xong rồi con ở đó rất là lâu nhưng mà sư phụ nói rất là nhiều. Có sự khác biệt là giữa đồng tu mà ngồi 2.5 tiếng đó sư phụ mới giữ thuần chay á. Thì lúc mà sư phụ tuyên bố rằng sư phụ đã đưa quý vị lên cảnh giới 5. Thì họ rất là ngơ ngác, không có được biết mấy. Lúc mà sư phụ khẳng định là quý vị đang ở cảnh giới Phật đó, thì họ mới bắt đầu tập trung, họ hưởng thụ cái cảnh giới đó. Sư phụ lúc đó sư phụ thuyết pháp ra đó, thì những vị mà thiền nhiều á thì còn lắng nghe sư phụ. Ngược lại những vị mà 2.5 tiếng á thì họ không để ý luôn cả sư phụ nói luôn, họ chìm đắm ở trong cái cảnh giới đó sư phụ. Con ở rất là lâu nhưng mà khi con trở về lại con không thể nhớ được. Con chỉ nhớ rằng sư phụ tuyên bố rằng tất cả những đồng tu sư phụ đã đưa hết lên trên này, trên cảnh giới 5. Lúc đó con cảm thấy con quá sung sướng. Dạ, con trở về nhưng mà con cố gắng nhớ, không thể nhớ hết được sư phụ. Con chỉ nhớ được là những người nào mà theo sư phụ giữ ăn chay thiền 2.5 tiếng là sư phụ đều đưa chúng ta lên 5 hết. Hiểu rồi. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nghe rõ. Hiểu không? Thà sư phụ thà chỉ cái cảnh giới là thà chứ không biết ở đâu, chứ là đồng tu nhiều nhiều. 然后师父在那边呢，跟他们宣布说，所有的同修啊，主要就是你要打坐2个半小时，然后是全处的话，师父全部都会带上机佛图的，第5届的这样子。然后他说那边师父讲很多事情啊，就是他回来这个肉体的以后。
This guy, he say he has a vision. Huh? He saw that he was in some very special dimension, but he doesn't know where. Except that there's so many initiates, you know, Kuan Yin initiates. And then the master told them that all of you who meditate 2.5 hours and eat a pure vegetarian diet, I will take you all to the Buddha's land, 5th level, yeah. And then some initiates still perplexed and don't understand. And then master said, well, you are in the Buddha land right now. And then they realize it. And then they begin to enjoy the area. And then when he came back, he said, it's a very long, master talk very long. And he was in the samadhi very long time. But when he came back to this physical body, in this world, he forgot most, he cannot remember a thing, except the master say that I took you all to the Buddha's land if you are meditating, all of you who meditate 2.5 hours and eat the pure vegetarian diet. That's all he remember. Kính thưa sư phụ, con truyền tâm từ 16. Thế mà lúc đầu thì con nhìn thấy ánh sáng và nghe được âm thanh rất là tốt. Nhưng mà sau này thì con chỉ nhìn nghe cái âm thanh thôi mà ánh sáng con không nhìn thấy. Mà có lần là con ngồi quan tâm ấy, hay là ánh sáng ấy thì là nó rút rút người con lên, nó đưa lên. Mà con không biết là cả. Như vậy thì tốt rồi, con hỏi gì nữa. Sư phụ ạ. Mình cứ ngồi nhiều đi, hiểu không? À, kiên nhẫn với lại phải chuyên tâm, hiểu không? Phải chuyên tâm. Không phải người nào ngồi, lúc nào ngồi cũng có ánh sáng đâu. Nhưng mà âm thanh phải lúc nào cũng có. Thường thường có, mình không ngồi quan âm cũng có như thường nữa. Chắc là không để ý nghe đó chứ làm gì mà không có, hiểu không? Thí dụ nhiều khi mình không chú ý đó, mình ngồi trước cái đài truyền hình đó. Mà mình không có biết cái ông kia nói cái gì á, hiểu không? Coi phim cũng ngồi đó nghĩ chuyện khác không à. Rồi cái người bạn mình nói, ê, mày hồi nãy mày thấy cái tên đó nó bắn tên kia này kia kia nữa. Bắn ai đâu, đâu có thấy gì đâu, không nghe gì đâu. Hiểu không? Phải không? Phải vậy không? Ờ, thì mình nhiều khi mình lo lắng nhiều chuyện quá đó. Lo chuyện tầm bậy tầm bạ không là không có chuyên tâm ở bên trong á. Rồi cứ nói không có này, không có kia. Không có thể nào không có được hả? Hiểu chưa? Truyền tâm ấn là không thể nào không có hết á. Nhiều khi ăn uống không sạch có thể như vậy nữa. Có thể như vậy. Ờ, rồi nó làm cái đầu óc mình nó phân tán đi. 师父您好，我有一个问题，就是我来这边呢，感觉提升很快，那个我很感恩师父，但是我的问题呢，就是我身口意感觉一动念的时候啊，就感觉就是自己会掉下来那样的，然后有时候呢，我会去参与一些工作，我做事的时候呢，有时候也会感觉影响掉下来这样子，我就想一直保持在上面，怎么样能够？ 是要保持随时念武器，OK，要保护自己的师长，不会被影响，OK，也不要那个乱念呐，懂不懂？因为我们一直念武器一专心的话，你们工作也是这样啊，吃饭也是这样，打坐也不打坐的，随时只要保护自己，要念武器，OK，那个是你们的保护最好的工具，OK。你看啊，这边一动念头就不一样，我跟你讲过了，每个人都念咯，吼，把来把侬呀。 Bà đến đây tu hành tiến bộ rất là nhiều, rất là nhanh. Nhưng mà mỗi lần bà thấy cái động niệm của mình mà nó không tốt á, xuống liền tại chỗ. Phải chú ý cái thân khẩu ý của mình, hiểu chưa? Không thể nào mà truyền tâm ấn là không có ánh sáng và không có âm thanh hết. Hiểu chưa? Quý vị phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, hiểu không? Rồi. This lady, she says she came here
she progressed very fast. But she also noticed that every time if her speech or thought or action is not proper, immediately her level dropped down. I said, yeah, this is like this. So I said to her, we have to always recite the five names to protect you. That is your shield, okay? So when you're reciting and concentrating, then you will not think of nonsense or do anything bad. Yeah? You have to concentrate. Very good. Always alert. Well, that is how easy it is to meditate. Otherwise, the whole world would have gone to heaven. No need me to stand in here. Understand that? I have to recite the five names. Always control your inside out. Just a little bad thinking, your level dropped immediately. Because here is a place of transparency. Understand? You know yourself very much right here. You cannot hide anywhere. Here is a place where you know yourself. So if you know you're good, and you go up very quick. And you yourself will know if you are not too good. I tell them they have to see themselves inside, whether or not they're good enough for that. Okay? Besides, if you open a shop and you're waiting for the customer, and don't always the whole day the customer come in and out. Sometimes they don't come. You just sit there and wait. Okay? Prepare. It's like restaurant. Not all the time the customer always comes. Sometimes they come a lot at the same time. Busy, the kitchen and everybody. Sometimes they nobody come. You just have to open and wait. Okay, huh? It's like that. Những người mà không có tu hành đàng hoàng đó hả? Thì không có thể nghiệm là đúng rồi. Ok? Tại vì mình không có đủ tiêu chuẩn, phải không? Thí dụ mình ăn ít quá thì không đủ no, phải không? Mình ăn uống đồ không tốt thì đau bụng, phải không? Mình đi ra ngoài nắng ngoài thì nó nhức đầu á, hiểu rồi. Cho nên mình đừng có hỏi những cái câu hỏi mà không nên hỏi, không đáng. Mình phải tự hỏi mình. Tại cái chỗ này là cái chỗ nó rất là kêu bằng phản chiếu đó. Cái bà này bà nói khi nào mỗi lần cái động niệm của bà một chút thôi mà không tốt là bà thấy cái đẳng cấp của nó xuống liền. Thì mình cũng là như vậy đó. Và sư phụ nói thêm là ngoài ra thì đâu phải lúc nào mình ngồi là có ánh sáng liền đâu. Mình phải thanh lọc cái thân khẩu ý của mình trước, bên trong trước rồi ánh sáng mới lại được. Cho mới thành cái công cụ mà sạch sẽ. Mới ánh sáng nó mới vô thanh lọc được, hiểu chưa? Chứ nhiều khi công cụ không sạch sẽ, ánh sáng vô mình không thấy. Ví dụ như cái ly mà nó không rửa sạch mà nó thông suốt á, mình để nước vô không thấy, thấy nước là trong hay là không trong. Cái ly nó sạch á, thì nước trong thấy liền, nước đục thấy liền. Ở đây là cái ly rất là sạch. Cái thế giới như này, cái đạo trường của mình, cái ly rất là sạch. Nước trong nước đục thấy liền, hiểu không? Cho nên quý vị ráng giữ cho cái ly của mình nó sạch sẽ. Ok ha? Thì dĩ nhiên có. Chuyến tàu là, ô số, chơ bên sư thâu mình đợt đi phòng. Ok? Nếu mình lại chơ bên sư chư chỉ khăn chư chỉ đó. Léo chế mà? Nếu khăn chư chỉ, hào đợt, mà sang chô sang là. Hoài đợt, đeo xa lại, cân tha na yang sư. Đó sư thảm bài chẳng là mà. Ok? Ô mình nán miễn hơi dấu sư hô. Sân khẩu y bu can chiêng, ok? Bu qua ya chín lèng mà, khăn chỉ là bu tôi chú, cái là, mà sang chai chuan xin, ok? Chơi bên sân thâu mình đó, chơi chơi cái tàu trang này, nì bu nâng chai nà lì tố chì lại đó là, tố bu lèo chì chì đó. Sư y, khăn đó hào tôi chú tàu là, nì khăn đó chì chì niên thông, mà sang chơi rân tờ chú lại là. Chơi bên nì mấy bao hà tố chì lại đó, nì tố tàu nà lì chì yê mấy hào dung, chì chì hơi rân tờ chì chì hẳn chinh chú. 所以这边是一个地方给你们自己可以反省的，除了没有光、没有音，那不可能没有的。就自己不专心呐，头脑乱想太多，所以跟你们那个有忧虑或是有什么太多想念念头很多别的地方很乱了。看在电视前面呢，那个什么节目很精彩啊，你也看不清楚啊。
是吗？看不到，然后你的那个朋友就会在一样的沙发说：“嘿，刚才你看到那个吗？那桌这个桌，没有，没看到，他做什么？听懂吗？他有桌什么是什么？因为没有专心嘛，看电视啊，很精彩，也看不清楚啊。有时候心很烦闷啊，或是痛苦什么的，看什么节目也看不下去，吃东西也不知道口味，了解吗？嗯，所以要专心才能够。” 欣赏到那个天上的口味，这不是给我们凡人那么简单的，要就有这样子，这要专心 ，OK 才能够啊，嗯。I say must concentrate. Here is a transparent place. You cannot hide away from your own thought, good or bad. Therefore, you know immediately. It's very It's a very, very good place for you to know yourself, to look inside. Okay. 师傅好。是啊。我想讲我一个体验。刚才您说磁场的事情，因为前两天呢，我坐在大殿的前排，然后呢，就有一个姐姐，就是她穿着鞋就从我的那个前面就踩在我的那个打坐垫上了。我当时气氛就特别不好，就发出来了。结果那个正看那个师傅电视台呢，结果那电视台就模糊了。 哎呦，当时我旁边还有个姐姐说：“哎呦，这电视台怎么模糊，半天就模糊了。”结果她突然看到旁边的那个电视台就清清楚楚的，就这个电视台就开始模糊。哎呦，我开始我就反省我自己了。哎呦，是不是我发出气氛不好了？我赶快就忏悔。哎，一会儿就好了，太清楚了，清楚了。这电视又好了。啊，电视就马上就清楚了。嗯，我就觉得这个人的发出气氛，这我们修行人真的这个力量太大。是是是，太大了。因为这边更大。啊，真的，我在森林大殿还有一个体验，我在那个讲经台的旁边坐，然后有一天我就打着坐，突然就醒了。醒了以后，我就看森林大殿的中间这个这一块儿。 然后就看着每个打坐的咱们那个同学呢，都是跟一尊佛一样，然后就是哎呀特别庄严的。然后在那打坐，然后他的下半身全部是被那个白色，就跟那个跟下雾一样，就全下半身是跟那个全是白在雾里打坐，然后上面就是清凉的，清清的这个天空是明亮的。然后我就到处看，哎，我看别的地方是不是下雾了？ 结果别的地方都没有，只有森林大殿这一块是都在雾中打坐。哎呦，我说太庄严了，我回去还跟我们那个回去同学去分享。哎呦，我说真是，我睁着眼看了快10分钟。OK， 啊，哎呦，太庄严。我说，所以说现在森林大殿真的是不能躺着睡觉，因为它真是不是一般的地方。他们。 睡有怎么办呢？我要抬走哈，你无法抬出去，抬到比较没有那个。OK，好，我翻译，翻译。Her different experience. She said because I just mentioned the transparent stuff. She says she had similar experience. She was sitting meditate here in the middle of somewhere here in the meditation hall, and then there's one person. Another initiate walked by, and then her shoes, the dirty shoes, walk on her. 那站在你的地毯上是地毯是吗 ？Okay, walk on her holy mattress. Yeah, and she was angry. Just now is a Buddha, and then suddenly get angry, and then she saw the TV suddenly become blurred. And she thought, how come? And she looked again, it's still blur. And she thought, oh, and she. She and another initiate said, how come suddenly the TV become blurred? The TV screen that she was watching, so blurred like that. And she looked on the next door, TV is not blurred. And then she thought, oh, it must be me. I was just angry, bad influence, bad energy. So she became repentant and then meditate again and tried hard to concentrate on the holy names and then repent. And then she opened again, oh, the TV okay now, immediately. And so she say, you know, here is very powerful. She say our energy, our thought power is very forceful. So we have to control that. That's what she thinks. And then one time she see in the middle of the meditation, or only in the middle section, one time she saw that everybody sitting in the middle section only, not on both sides, huh? Everybody was sitting in halfway from here, from like from maybe from your navel down,
is all covered like they're sitting in the cloud. In the cloud, it's like cloud color. And then from here up, it's all bright, all bright. So she was thinking, she said that everybody who sit in the middle here should not lay down sleep. I said, but if they sleep, what shall we do? She said, we have to tell the Dharma God to wake them up. I said, just take them and bring them to the other side. Carry them out to the side without this, you know, different energy. She said, they look all like Buddha when they sit in the middle, look all like Buddha, very, very dignified, very awesome. That's what she was thinking. So she said, everybody sit here, whoever sit in the middle here, at least don't sleep, don't lay down. I said, just carry them out, put on the other side, both sides. Okay, 还有吗? 这样好一点, 体验比较舒服, 大家比较修行好一点, yeah? 师父好, 那天我也有一个体验, 那天我看到咱们那个道场, 整个是一片雪白, 银色的, 每一个人都穿着那种, 白色师父那个围巾似的白色的衣服, 没有一点瑕疵, 好, 都坐在那个银白色的雪地上, 是, okay, 谢谢师父, She said one time she saw the whole ashram is so white like snow, yeah, and everybody in here, you know, suddenly just wear kind of all white. It's like my scarf here, she said that. There's no defects on it, nothing. No blemish, flawless white on it. That's what she saw. Thưa sư phụ, con thọ pháp năm 93 đến năm 2004. Có một bữa con quán á, thì khoảng 5 phút, thì con thấy ngay mắt trí huệ mình đi vô á, trên đỉnh đầu đi xuống, ngay cái điểm giao nhau á, thì nó có một cái cục tròn. Cái cục đó nó xoáy với tốc độ rất là mạnh. Và nó đang di chuyển đi ra phía trước. Nhưng mà khoảng 1/3 đoạn đường đi thôi. Thì nhà con có việc, có người phải vọng cửa phòng thiền, cho nên con ráng ngồi để cho nó đi ra luôn. Nhưng mà không được, con phải mở cửa đi ra. Giải quyết xong công việc, con quay trở vô, con ngồi. Từ đó cho đến giờ con không thấy nó rục rịch gì nữa hết. Đến năm 2009 á, thì sư phụ có dây lên mắt trí huệ con, mà nó cũng con không thấy nó chuyển động nữa. Rồi đến năm 2005 á, lúc con tự ở nhà, con tự bế quan á, thì con thấy cơ thể con nó mất cảm giác. Nó chỉ còn cái cục đó thôi. Sau đó cái cục đó nó niệm bài chú chuẩn đề. Mà con niệm 5 câu không được. Rồi con sợ quá, con mở mắt ra, con đứng dậy. Xong con ngồi xuống thì nó lại tiếp tục niệm cái bài chú chuẩn đề. Đến năm 2006 có cái bài thuyết pháp ở Thái Lan á, sư phụ có nói là cái đó là ở đẳng cấp 3. Nhưng mà sau đó, từ đó trở đi con không thấy cảm giác gì cho đến ngày hôm nay. Mà cái khi mà con tập trung á, tại lúc trước con hay làm bệnh viện, con hay trực gác thường xuyên những cái pha cấp cứu nặng á, thì con thấy những cái điểm tập trung mình có lúc nó tuột xuống, nó tuột rất nhanh. Nhưng mà khi mình muốn khôi phục trở lại rất là chậm. Dạ, đó là vấn đề thứ nhất. Không biết là do con ăn uống hay do con tu hành không có đàng hoàng. Không phải đâu. Hồi đó con niệm mấy cái chú kia quen rồi đó. Mấy vị thần kia họ không cho cô lên, họ nghĩ là cô thuộc về cái thế giới đó, họ cản cô lại. Thì bây giờ phải nói quý vị đó là tôi bây giờ theo sư phụ Thanh Hải rồi. Cảm ơn quý vị hồi đó giờ bảo vệ cho tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn theo sư phụ tôi lên cao hơn một chút, nói với họ vậy là xong. Ok, quý vị không có được cản tôi, hiểu chưa? Dạ, dạ thưa sư phụ, hồi xưa con hay niệm chú Đại Bi, con không có niệm chú chuẩn đề. Biết rồi, nó cũng giống nhau. Dạ, thưa sư phụ, con muốn trình bày với sư phụ là má con mất á, thì sư phụ đến rước má con về thiên đàng lên tới đẳng cấp 5. Trong đó sư phụ đã ân điển cho đứa cháu 12 tuổi, nó quan sát từ đầu nuôi. Sau khi má con mất khoảng 1 năm, thì cả nhà con đều liên hệ thiên đàng với má con. Với lại đứa cháu nó hay kể về những cảnh giới ở thế giới thứ 5 cho cả nhà nghe. Và nó nói những cái lúc nó trùng khớp với những lời giảng pháp của sư phụ. Nhưng mà khoảng 1 năm, tại má con chết hay 2 năm rồi, khoảng 1 năm trở lại đây thì nó nói những cái điều nó cũng hơi xa vời, và nó cũng giống như là sư phụ thuyết pháp một phần. Nhưng mà con muốn hỏi sư phụ là nó nói đúng hay có khi nào nó sáng tác thêm không ạ? Nó mấy tuổi? Dạ 12 tuổi, nó mới thọ pháp đây. Ok, không có thêm gì đâu, thì nhiều khi được sư phụ gia trì nó thấy vậy mà. Ok, nhưng biểu nó đừng có nói nhiều nữa, hiểu chưa? Dạ. Nói nhiều nữa mai mốt có chuyện á. Thiên tri không có
không có bộc lộ ra, ok? Dạ. Rồi, hết chưa? Xong rồi. Dạ, xong rồi, sư phụ. Cảm ơn. Vào đây. Some people, they pray to God, you know, they want this and that and others, and God helps them, you know, to keep their tranquility, to keep their alertness. But they have to use their instrument, their body, to do what they want to do. Because the God cannot do it for you, understand? The God cannot go eat for you. The God cannot walk for you. Huh? The God cannot marry for you, for example, like that, yeah? The God cannot go shopping for you. They don't have the instrument. We have. We have the bodies, you see? We have eyes to see, we have nose to smell, we have ears to listen, we have, you know, feet to walk, we have hands to do things. You sit there, pray to the God, and do nothing. How can that happen? You understand? They may help you to give you a little more energy so you can do your job well. But you must do it. Yeah? There was a joke before. Nobody take my jokes seriously. It is a serious joke. Huh? Like, I told you many jokes. For example, there's one joke. One person praying all his life to win the lotto. Remember? To God. And then he never wins anything. Never ever win anything. One day he was so mad. God, you really there or not? Because I keep praying to you to win a lotto. You never let me win any lotto. God said, but you never buy any ticket. Yeah, understand that? How can you win lotto when you don't buy anything? 有一个人呢，他一直就上帝了。我说我讲过那个一个好玩的故事啊，不过大家都没有听得清楚。有一个人他整个辈子都祷告。 跟上帝祷告说他要中大家乐 ，OK， 整个辈子一次祷告那个而已，结果他整个辈子都没有中大家乐，没有一次也没有，所以他有一天很生气，他说：“上帝，你真的不存在是吗？因为我整个辈子就有要求你要中一次大家乐而已，即使你不给很大给小也好，给我高兴知道你存在，你都不给，为什么？”他说：“你从来没有买一个票啊。” 要买一个大家乐的票，<笑>而且不买怎么中嘛？了解吗？我们祷告上帝，比方说，明天我要去，比方说明天我要见某某人重要人物，请你帮忙我做的顺利，懂不懂？不过你也要去见那个人啊，上帝或是神仙，他们就帮你有一点勇气啊。 我是帮忙你个气氛好，给你谈得来啊，是OK。不过你自己本人要去啊，他没有身体啊，懂不懂？我们人是有身体嘛，要脚可以走路，有眼睛可以看，耳朵可以听，听懂吗？就自己用自己工具啊，不然你这个身体干什么？啊，坐在那边等那个天使来抬你出去啊？啊，哎呦，哪有这样那么无理嘛？都没有逻辑，没有别人晓得哈。 我问他们是懂了吗？他就笑了，笑的意思是，hiểu了，phải không？cười，cười tức là hiểu rồi，phải không？cười nữa tôi không biết nói gì了。Sư phụ nói là mình cầu nguyện thượng đế hoặc là cầu nguyện ai á, thì họ chỉ giúp cho mình cái lực lượng bên trong thôi. Ví dụ bữa nay mình muốn gặp một người nào đó, gặp người rất là quan trọng cho công việc của mình hoặc là cái gì đó, ha, mình theo cầu nguyện nói. Thiên thần ủng hộ cho tôi, ngày mai tôi đi hợp mặt cho nó thuận lợi đó. Thì ok, thì ông giúp mình, nhưng mà ông có đi tới đó cho mình được đâu. Mình có thân thể mình phải đi chứ, phải không? Tới đó người ta mới giúp được, tức là giúp cho cái bầu không khí có thể là nó dễ thở, nói chuyện nó hợp lý hơn, hợp nhau hơn, rồi công việc nó thuận lợi, phải không? Chứ thiên thần đâu có đi tới đó hợp cho mình được, hiểu chưa? Hiểu không? Có nói chuyện cho mình được đâu. Mình có miệng mà, à, có chân mà. Có thân thể, hiểu chưa? Cầu cái gì? Cầu cho nó vừa phải thôi. Hiểu chưa? Người ta đâu có làm cho mình được, hiểu không? Ừ. Đâu có ăn giùm cho mình được, à, đâu có nói giùm cho mình được, đâu có tới đó cho mình được, hiểu không? À, đâu có cưới hỏi bà vợ nào, ông chồng nào cho mình được. Mình tự mình phải làm, hiểu không? Tức là thì có thể kiếm được ông chồng tốt, hay là bà vợ đẹp, ngoan hiền. Chứ mà đâu, thiên thần đâu cưới giùm cho bà vợ cho mình được, hiểu không? Rồi tới thành vợ của ông là bà vợ của mình.
phải không? À, có muốn như vậy không? Hả? Thích, thích, thích cái cô cái đẹp quá rồi cứ cầu nguyện thiên thần làm sao cho cái cô đó được cưới đi, cưới cưới ổng hả? Cưới cái ông thần đó hả? À, chuyện gì mà cũng nghe được à, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng biểu sư phụ làm. Một mình sư phụ làm đâu có hết đâu, hiểu chưa? Ừ. À, hồi đó sư phụ kể cái chuyện buồn cười mà cái ông kia ổng muốn trúng độc đắc á. À, ông muốn trúng trúng cái gì số kiến thiết quốc gia gì đó mà sổ số à, ông cả cuộc đời ông cầu nguyện thượng đế cho ông trúng số thôi, cả cuộc đời không bao giờ trúng hết. Bữa kia ông gần chết rồi, giận quá, ông này đâu phải thượng đế, ông đâu có phải thượng đế đâu, tôi cầu nguyện ông cả đời cho tôi trúng số một lần thôi, ông không cho tôi trúng nhiều trúng ít cũng được, an ủi tôi không nghe hả, điếc tai hả? Sao không cho tôi trúng số một lần thôi? Cái thượng đế nói mày có mua giấy bao giờ đâu. À, không mua giấy sổ số làm sổ trúng. Cái vậy mà rồi cái gì cũng cũng than phiền thượng đế bất công gì đó, thiên đàng không có tay không có mắt không có mũi thì không có, quý vị mới không có đó. À, có đầu óc không chịu dùng, hiểu chưa? À, mình chỉ cầu nguyện để cho họ ủng hộ một chút cho mình thuận lợi thôi, chứ đâu phải cầu cái gì cũng bắt người ta làm đâu, hiểu chưa? Người ta đã làm hết sức rồi, mình ở đây có thân thể để làm gì hả? Hả? Muốn đi làm việc cho thuận lợi bộ biểu người ta phải thảy mình tới chỗ đó hay sao, phải không? Có xe mà, phải không? Ừ, có tiền mua vé hoặc là đi bộ xe đạp cũng được, hiểu chưa? Cái gì cũng biểu thiên đàng làm hết rồi, mình ở đây làm gì ha? Ok, hiểu rồi nha. Thôi thôi bác Hải đi ạ. À, chào chị, bye bye. Chào. Yeah.